Ủy ban Nhân dân quận 10, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy năm 2024 với sự tham gia của các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy của 14 phường trên địa bàn quận. Mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy đã phát huy hiệu quả trong hỗ trợ cứu người và chữa cháy các vụ cháy xảy ra trên địa bàn quận 10. Điển hình là vụ cháy xảy ra lúc 11 giờ 12 phút ngày 6 tháng 3 năm 2024 tại nhà ở kết hợp với kinh doanh ở địa chỉ 480/19 đường Nguyễn Tri Phương, phường 9, quận 10. Hội thi còn là dịp để các thành viên tham gia tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy nâng cao kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống cháy nổ, cứu người, tài sản, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, giao lưu học hỏi kinh nghiệm giữa các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn quận để phục vụ tốt công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phát huy hiệu quả phương châm 4 tại chỗ trong xử lý các tình huống cháy nổ xảy ra tại khu dân cư. Trong đó chú trọng xây dựng những lực lượng có mặt nhanh nhất khi xảy ra cháy nổ, tai nạn, sự cố với phương châm lực lượng ở trong dân, phương tiện ở trong dân, hậu cần ở trong dân và chỉ huy ở trong dân.